còn khó có hơn nữa. Suốt đời Tổ Ấn Quang coi trọng giáo dục nhân quả. Ngài đề cao ba bộ sách, yêu cầu thế hệ chúng ta và những kẻ học Phật trong mai sau, bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải đọc, phải nghiêm túc học tập để làm căn cơ. Ba thư ấy chính là Liễu Phạm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Cư và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dẫn Biên. Đặc biệt coi trọng giáo dục nhân quả. Nay chúng tôi mới hiểu, hiện thời muốn cứu vớt xã hội này, muốn hóa giải tai nạn, muốn cứu vớt địa cầu, dùng gì? Dùng nhân quả. Mỗi người tin tưởng nhân quả, thiên hạ đại trị. Các tai nạn trên địa cầu chẳng dấy lên, chẳng có tai nạn. Luân lý đạo đức có lúc chẳng chống nổi danh cao lợi nhiều. Cảnh giới ấy hiện tiền, người ta biết rõ mà vẫn cố phạm. Nhưng thật sự hiểu nhân quả thì danh cao tới đâu, lợi to đến mấy, quý vị chẳng dám động tâm. Vì sao? Hiện thời đạt được chỗ tốt đẹp và lợi ích, nhưng sau khi đã chết thì sao? Tâm hạnh bất thiện, chết đi chắc chắn đọa địa ngục. Bất hiếu với cha mẹ, bất trung với quốc gia, không tôn trọng trưởng bối, không yêu thương thế hệ sau, những nghiệp ấy đều là nghiệp trong A Tỳ địa ngục. Đọa địa ngục rất dễ dàng, thoát khỏi địa ngục chẳng đơn giản như vậy. Có dám làm hay không? Chẳng dám. Vì thế ông Châu An Sĩ nói, mỗi người tin tưởng nhân quả, đó là đạo để thiên hạ được bình trị to lớn. Chúng ta biết, không chỉ là thiên hạ đại trị, mà còn là trên địa cầu tai nạn gì cũng chẳng có. Mỗi người không tin nhân quả là đạo, khiến cho thiên hạ đại loạn, tai nạn gì trên địa cầu cũng đều phát sanh. Đạo lý là như thế đó. Mỗi người chúng ta sống trên thế gian này, trên thực tế hết sức đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần ăn no, mặc ấm, có nơi nhỏ nhỏ để có thể tránh gió đục mưa là đủ rồi, sung sướng hơn bất cứ thứ gì khác. Cổ nhân dạy, người đạt đến mức vô cầu, phẩm hạnh tự cao. Dục vọng càng nhiều càng khổ. Còn người buông dục vọng xuống sẽ đắc đại tự tại. Buông tham sân si xuống, giới định huệ liền thành tựu. Vì thế, tu hành tam muội, tu tập lâu ngày có thể thành Đà La Ni, lời ấy là thật, chúng ta có thể tin tưởng. Chữ tập này
Có nghĩa là quý vị thực hiện những điều đã học trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự đãi người tiếp vật. Học xong bèn thật sự có tác dụng, không phải là học rồi chẳng có tác dụng, mà là học đến mức hữu dụng.